Xin chào khán giả đang xem kênh YouTube của Easyship.vn. Video này chúng tôi sẽ review nhanh một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot. Video này chúng tôi sẽ review những cái thông số cơ bản thôi, tại vì nó đang có rất là nhiều chiếc đồng hồ đang chờ review nên chúng tôi sẽ review nhanh qua. Đây là cái kênh thông tin liên lạc của Easyship. Kiện hàng này hiện tại nó về khá là lâu, do cuối năm hàng về vận chuyển nó rất là khó khăn và nó bị chậm. Kiện hàng này đặt từ tháng 4 năm ngày 4 tháng 12 năm 2020 lận, mà bây giờ là ngày 22 tháng 1, là nó mất khoảng tầm 1 tháng 18 ngày đó. Tức là nó mất khoảng hơn 6 tuần mới về tới Việt Nam, khá là lâu đó. Nên các bạn tranh thủ, thường thường các bạn nên đặt trong năm, cuối năm thường thường nó về rất là chậm. Kiện hàng này đã được kiểm tra một lần tại CA, thì về Việt Nam chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa, sẵn tiện đây quay video lại để cho các bạn nào đang quan tâm mẫu này, chúng ta sẽ có được những cái góc quay cận cảnh chi tiết nhất. Đây, bên trong nó là một cái chiếc box rất là quen thuộc của Tissot. Dưới nó là cái bill của nhà cung cấp Yumashop. Các bạn chờ chúng tôi đeo bao tay vào. Đây là chiếc box rất là quen thuộc của Tissot. Bên ngoài là một cái chiếc box giấy màu trắng, còn bên trong nó là cái bóc màu đỏ, đỏ đen. Một số phiên bản đặc biệt người ta sẽ sử dụng bóc gỗ. Bóc này chúng tôi giới thiệu rất là nhiều trong các video trước đó nên chúng tôi sẽ lướt nhanh qua, đi thẳng vào nhân vật chính luôn. Nhân vật chính của chúng ta là một chiếc đồng hồ Tissot có mã là T15115 407 11 170410. Đây là một dòng Tissot T-Ray. Các bạn gõ chữ Tissot T-Ray vào trong ô tìm kiếm của website Easyship.vn, nó sẽ ra tất cả những mẫu. Hoặc là các bạn gõ chữ T115 thôi, gõ vô tìm kiếm trong website Easyship là nó sẽ ra tất cả những cái mẫu thuộc bộ sưu tập Tissot T-Ray luôn đó. Đây là chiếc đồng hồ có cái mặt số là màu xanh, tên tiếng Anh nó là Blue Dial. Đây là cái lớp siêu mặt sau, gỡ ra nó dính luôn cái lớp siêu mặt sau nè. Đây là cái serial number, đuôi là A8T, nó sẽ trùng với serial number trên thẻ tag nè. Các bạn thấy đây là A8T đó. Và nó có khắc hàn trên mặt sau nữa. Đây các bạn xem mặt sau nè, nó có chữ A8T. Nó có 3 vị trí để hiển thị cái serial number này, tức là trên cái siêu mặt sau, đây, trên thẻ tag và trên mặt sau của đồng hồ luôn. Còn chúng ta sẽ đi vào cái mặt chính, cái mặt tiền của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này nó có đường kính là 45 nhân cho 48.8, có nghĩa là nó sẽ có hai cái chiều đường kính khác nhau đó. Các bạn thấy là cái bên ngang này nó có thêm cái g, nó dài ra nè, nó sẽ lên tới 48.8, còn cái đường kính vòng tròn này nó chỉ là 45 thôi. Còn đối với cái đường ngang này nó có cái g, nó dài ra nên vì vậy nó lên tới 48.8. còn cái độ dày thì nó là 13.4, khá là dày. Thường thường độ dày 10 là trung bình, 12 là cũng tương đối rồi, cái này lên tới 13.4 luôn. Nó cũng tương đương với những chiếc Sun & Moon của Oren. Sun & Moon lên tới 14 lận, chiếc này nó chỉ mỏng hơn Sun & Moon một chút xíu thôi. Đó. Mặt số là màu xanh, còn cọc số của nó là những cái cọc số dạng hình chữ nhật. Đó. Nó có những cái lớp dạ quang màu trắng phía trên nè. Những chiếc đồng hồ thể thao các bạn thấy người ta thường trang bị cho một cái lớp dạ quang. Còn những chiếc đồng hồ mà theo kiểu classic đó, người ta sẽ không có trang bị lớp dạ quang này đó. Thì những chiếc đồng hồ thể thao nó có phong cách thể thao đó, nó trang bị lớp dạ quang này để giúp cho chúng ta khi mà vận động ở dưới nước đó, chúng ta vận động mạnh đó, chúng ta có thể, hoặc là trong điều kiện ánh sáng yếu đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được cái cọc số, dễ dàng xác định được thời gian. Trên mặt số chúng ta là có 3 kim, kim giờ và kim phút và kim giây. Thì mẫu đồng hồ này là cổ máy Automatic. Đây có dùng chữ là Swissmatic. Swissmatic đây là cái cổ máy nó có giá hợp lý hơn đối với cổ máy Automatic hoặc là cổ máy Power 80. Vậy nó mang lại một cái giá phải chăng hơn. Cổ máy này là cổ máy nguyên khối. Cái khi mà chúng ta có vấn đề sự cố gì thì chúng ta bắt buộc phải thay nguyên máy luôn, chứ chúng ta ít khi nào sửa được từng linh kiện lắm. Ở góc 6 giờ là dòng chữ Swissmatic. Ở Swissmatic ở ngoài nó là những vạch chia, ở đây có cái kính lúp nè. Kính lúp nó dùng để phóng to cái lịch ngày lên, dành cho những vị khách mà lớn tuổi, chúng ta thị lực chúng ta kém thì có kính lúp này nó rất là tiện.
nó rất là tốt, nó hỗ trợ nhìn lịch, xác định lịch ngày nó dễ dàng hơn. Đó, còn đây là có cái tên thương hiệu Tissot. Bên hông con vỏ này là nó có một cái lớp màu đen, đây màu đen ngay chính giữa, còn phía trên phía dưới là những cái lớp thép không gỉ được đánh bóng, đó, rất là lấp lánh. Bên hông bên này cũng vậy. Đây là cái phần dây da, dây da cũng có màu tông màu xanh blue luôn. Dây da này là mặt sau nó là da, nó là chất liệu là cao su, còn mặt trước nó là một cái lớp vân cá sấu. Đây là được đục sẵn là đây 49 lỗ đó. Đường chỉ mai của dây da này phía mặt trên là đường chỉ mai màu xanh, còn mặt sau là nó mà đường chỉ nó có màu đen, phía trên nó sơn cái đường chỉ luôn, nó ra màu xanh cho nó tông sẽ tông với cái màu của dây da. Ở đây là khóa nè, khóa của Tissot. Khóa này được chà nhám, được đánh phai xước cho nó trông nó lì hơn một chút. Đây là tên thương hiệu Tissot, được khắc chìm và sơn màu đen. Mặt sau của khóa thì cũng được đánh phai xước, có dòng chữ là stainless steel và cái mã của khóa. Trên đây là hai cái, đây là ở máy thợ dây da hay gọi là hai cái đĩa. Đó, hai cái đĩa này nó được làm một chất liệu cao su luôn. Đây là cái thẻ tách. Đó là tất cả những cái góc review về chiếc đồng hồ này. Còn đây cái bánh rotor nè, trên rotor các bạn thấy nó có cái dòng chữ Tissot 1853 là năm thành lập. 19 19 chân kính. Với con máy Swissmatic thì số chân kính nó sẽ ít hơn cỗ máy Power 80. Power 80 các bạn thường thấy nó sẽ tầm 23 đến 25 chân kính. Còn con máy Swissmatic tầm 19 chân kính thôi. Nó giảm những cái chân kính xuống để nó giúp cho cái giá thành nó tốt hơn. Theo cái chia sẻ của nhiều bài viết thì chúng tôi thấy là người ta nói là một con máy đồng hồ nó tầm 19 chân kính là nó có thể hoạt động khá là ok rồi. Còn thường thường người ta sẽ thêm nhiều chân kính lên là thường thường để làm cho cái đồng hồ nó đẹp hơn. Đó là tất cả những trên cái dây này nó có cái mã dây nữa nè. T115417 A GB19. 19 có thể là cái độ rộng dây, nhưng mà cái này chúng tôi dự đoán thôi, cái này các bạn phải đo mới biết chính xác được cái độ rộng của dây cho cái khóa này. Đó là tất cả những cái rock review nhanh về mẫu đồng hồ này mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn, để cho các bạn nào đang quan tâm chúng ta có được những cái góc quay rất là chi tiết trước khi quyết định có nên đặt mua hay không. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.